Cái này nuôi công nuôi mà khỉ. Cái này bát đế đẹp lắm. Cái này có khoảng 33 dòng à. Nuôi thấy ghê gớm luôn. Chỗ này nó hơi bị lỗi chứ, nó hơi hủm tí xíu rồi nha mẹ, nó bị mất thịt chỗ này thôi. Mình nhìn bình thường nha, chỗ này mặt hậu. Đế nhìn nó già cây lắm, cây đẹp luôn. Tiền trực búp măng nè. Cây này nó cao cũng được 33. Đẹp quá. Ngu công già cây sẹo nó liền cũng hết, còn mấy sẹo sẹo đục chét rồi, sẹo kiếm ngọn này liền luôn. Giờ mình vô tạng còn mấy sẹo chét này, già cây, già cây.